Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 giữ mức tăng cao liên tục và ổn định đồng loạt cả 3 miền. Chênh lệch giá giữa hai miền khá lớn khiến các đầu mối đẩy mạnh thu mua heo thịt từ các tỉnh miền Nam đưa ra Bắc tiêu thụ. Giá heo hơi miền Bắc. Dù giá heo hơi cao nhất ở thời điểm hiện tại bán ra từ các kho một số doanh nghiệp phía Bắc ở mức 65.000 đồng/kg, nhưng mức giá giao dịch phổ biến trên thị trường chỉ khoảng 60.000 đến 64.000 đồng/kg. Trong 2 ngày cuối tuần Giá heo tại các địa phương không tăng thêm do nguồn cung heo từ các tỉnh thành phía Nam đưa ra khá dồi dào. Tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, giá heo hơi duy trì quanh mức 60.000 đến 64.000 đồng một kg. Nguồn heo trong dân không nhiều, nhiều chủ chạy thấy giá heo tăng nhanh đã không vội bán ra. Giá heo hơi tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang từ 58.000 đến 63.000 đồng một kg, thấp hơn các tỉnh đồng bằng khoảng 1.000 đồng một kg. Các tỉnh miền núi Tây Bắc, giá heo hơi từ 58.000 đến 64.000 đồng một kg. Trong đó, Hòa Bình ở mức 57.000 đến 63.000 đồng một kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên giao động trong khoảng 57.000 đến 64.000 đồng một kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai trong khoảng 57.000 đến 63.000 đồng một kg. Quảng Ninh từ 60.000 đến 64.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi tại các tỉnh Bắc Trung chủ yếu có tăng nhưng chậm. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, giá heo hơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, giao động trong khoảng 57.000 đến 63.000 đồng chuột kg. Bắt đầu đã có những địa phương có mức giá 64.000 đồng chuột kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thư Thiên Huế giữ ở mức 57.000 đến 63.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại Nam Trung Bộ từ 56.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Trong đó Quảng Nam, Đà Nẵng từ 58.000 đến 63.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa từ 57.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Bình Định trong khoảng 56.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Bình Thuận từ 57.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên giữ trong khoảng 57.000 đến 62.000 đồng kg. Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum Đắk Nông từ 57.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng trong khoảng 57.000 đến 62.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi giao dịch ở mức trên 60.000 đồng một kg đã xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh Đông Nam Bộ khi các đầu mối đẩy mạnh thu mua heo đưa ra miền Bắc tiêu thụ. Giá heo hơi tại khu vực Đông Nam Bộ vẫn dao động trong khoảng 58.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Dù chưa có ngưỡng giá mới nhưng số địa phương có mức giá 60.000 đến 61.000 đồng một kg đã nhiều hơn những ngày trước. Hiện giá heo tại Bà Rịa Vũng Tàu từ 58.000 đến 61.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 58.000 đến 60.000 đồng ruột kg. Bình Dương, Bình Phước trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Nam bộ tăng khoảng 1.000 đồng một kg so với tuần trước. Giá heo hơi tại Tiền Giang, Long An khoảng 57.000 đến 60.000 đồng ruột kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Long An từ 57.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 57.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá thịt heo sỉ loại một giữ trong khoảng 76.000 đến 78.000 đồng 1 kg. Giá thịt giao dịch bình quân tại chợ từ 68.000 đến 73.000 đồng 1 kg. Cuối phiên giá còn 62.000 đến 67.000 đồng 1 kg giá thịt heo sỉ hiện thấp hơn khá nhiều so với tuần trước. chuyên gia chăn nuôi nhìn nhận với mức giá như hiện nay, cả triệu hộ chăn nuôi heo ở nước ta thoát khỏi cảnh thua lỗ. những hộ nuôi heo không bị dịch bệnh có thể thu lãi nhẹ đến lãi khá. giá heo thời gian tới vẫn có xu hướng tăng do nguồn cung vừa qua sụt giảm, trong khi nhu cầu tiêu dùng cho mùa du lịch và cuối năm tăng cao. vị chuyên gia này cho hay. trước đó chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ông trương sĩ bá. Chủ tịch Hội đồng Quản trị BAF Việt Nam, dự báo giá heo hơi trong nước sẽ tăng lên vùng 60.000 đến 65.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi hồi phục do nguồn cung dài hạn giảm nhiều. Dịch bệnh và giá thấp là nguyên nhân khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thua lỗ, phải bỏ đàn hoặc thu hẹp quy mô kinh doanh. Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Hàng hóa Việt Nam, cho biết mặc dù giá heo hơi đã có sự cải thiện trong quý 2, nhưng vẫn cần một thời gian dài để hồi phục. Bên cạnh việc thiếu hụt nguồn cung, kỳ vọng giá thịt cải thiện trên thị trường thế giới cũng hỗ trợ giá heo hơi của nước ta. Lạm phát dần được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong nước nhiều khả năng sẽ cải thiện rõ rệt. Kết hợp với việc giá các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt so với năm ngoái, ngành chăn nuôi nước ta có thể phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nay, ông Phạm Quang Anh nhận định. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong quý 1 năm 2023, giá heo hơi vẫn ở mức thấp, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhưng đến quý 2 đã tăng khá. Mức cao nhất ở miền Bắc đã lên đến 64, 66.000 đồng một kg, trong khi giá niêm yết của công ty chăn nuôi C. P Việt Nam ở khu vực này đã lên đến 65.000 đồng một kg, tăng đến hơn 15.000 đồng một kg so với đầu năm. Từ việc giá heo hơi điều chỉnh tăng, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối cũng tăng tương ứng, hiện đang ở mức 75.000 đến 78.000 đồng trượt kg. Giá thịt heo bán lẻ tại các chợ và siêu thị tăng nhẹ, cụ thể, ba dọi 150.000 đồng một kg. Sườn non từ 160.000 đồng trên kg, sườn già 113.000 đồng 1 kg, nạc vai và đùi khoảng 105.000 đồng chột kg, chân giò rút xương 115.000 đồng duyệt kg. Theo ông Nguyễn Kim Đoán Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, nhận định với thanh niên, thị trường hiện nay đang vào thấp điểm, không phải dịp lễ, Tết, thậm chí là sắp bước vào giai đoạn ăn chay của một bộ phận người tiêu dùng. Sức mua ở các chợ đầu mối thành phố, Hồ Chí Minh cũng vào khoảng 4.000 đến 5.000 con ngày không có sự thay đổi đột biến. Do đó nguyên nhân tăng giá heo hơi là do dịch tả heo châu Phi xảy ra ở một số nơi, làm hao hụt cục bộ sản lượng. Bên cạnh đó, sản lượng đàn heo nông hộ cũng giảm, đàn heo quy mô công nghiệp của các doanh nghiệp có vốn trong nước và ngoài nước chiếm tỷ lệ lớn, nên họ cũng có thể chủ động tăng giá để cắt lỗ. Theo thống kê của Cục chăn nuôi, trong tháng 6, cả nước phát sinh 22 ổ dịch tại 6 tỉnh. Tổng số heo bị tiêu hủy là 409 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 172 ổ dịch tại 34 tỉnh, tổng số heo bị tiêu hủy là 6.277 con. Hiện nay, cả nước có 39 ổ dịch thuộc 16 huyện của 11 tỉnh chưa qua 21 ngày. Mặc dù vẫn còn dịch bệnh nhưng thực tế so với cùng kỳ năm 2022, số ổ dịch đã giảm 79,64%, số heo phải tiêu hủy tại các ổ dịch cũng giảm 85,47%. Ước tính tổng đàn heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6 khoảng 26 triệu con. Tăng khoảng 2,5% so với cùng thời điểm năm 2022, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2.325.600 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng đàn tăng, nhưng xét về tỷ lệ thì chăn nuôi nông hộ đang ngày càng sụt giảm. Theo cục chăn nuôi, do giá nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi, các chi phí khác tăng cao trong thời gian dài và giá xuất bán sản phẩm đầu ra không ổn định, lợi nhuận của người chăn nuôi bị giảm mạnh nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không thể bù lỗ nên đã phải dừng nuôi. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp và chuỗi liên kết sản xuất lại có xu hướng mở rộng sản xuất khi giá sản phẩm đầu gia tăng. Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai ước tính đàn heo quy mô nông hộ chỉ còn chiếm từ 20-30% so với quy mô doanh nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, chăn nuôi gia súc, gia cầm trong 6 tháng đầu năm 2023 phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn cần theo dõi sát tình hình thị trường, các cơ quan chức năng cung cấp thông tin kịp thời kiểm soát tình hình chăn nuôi tại địa phương, không nên tăng đàn ô ạt dẫn tới tình trạng dư thừa nguồn cung, giá bán giảm sâu gây thua lỗ cho người chăn nuôi. Để ngành chăn nuôi phát triển ổn định và lâu dài, các cơ quan quản lý cần đưa ra các định hướng, biện pháp tháo gỡ khó khăn từ ngắn hạn đến dài hạn, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân các điều kiện để chăn nuôi an toàn sinh học, khả năng kiểm soát dịch bệnh, bao tiêu sản phẩm đầu ra, nghiên cứu và đề xuất chính sách hỗ trợ sản xuất con giống và ưu đãi tín dụng cho người chăn nuôi. Ông Nguyễn Tiến Sơn chia sẻ những thời điểm giá heo hơi 47.000 đến 48.000 đồng một kg, mỗi con heo xuất bán chúng tôi lỗ đến 800.000 đồng, vậy nên đợt vừa rồi, trang trại phải giảm đàn xuống còn chưa đến 500 con. Nay giá heo tăng trở lại, tôi mừng lắm. Lứa heo hiện nay tôi đang nuôi còn khoảng 3 tháng nữa sẽ xuất bán. Nếu tình hình giá giữ ổn định hoặc có chiều hướng tăng nữa, chúng tôi sẽ tính toán tiếp tục vay vốn để đầu tư tăng đàn trở lại. Lý giải về nguyên nhân tăng giá đợt này, nhiều chủ trang trại cho rằng, khi giá heo hơi xuống thấp thua lỗ nên nhiều trang trại, hộ chăn nuôi giảm đàn, treo chuồng, do đó nguồn cung trong nước giảm kéo giá heo hơi tăng trở lại. Dù giá heo hơi đã tăng đáng kể so với những tháng đầu năm nay nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với các năm trước, nhất là so với năm 2021 khi ấy giá heo hơi có nhiều thời điểm lên đến 80.000 đến 85.000 đồng chốt kg. Trong năm vừa qua, giá heo cũng từng đạt được mức giá khá cao, với từ 65.000 đến 70.000 đồng một kg vào hồi tháng 7 năm 2022. Do vậy, người chăn nuôi heo kỳ vọng tới đây giá heo hơi tiếp khởi sắc, đồng thời giá thức ăn và các chi phí đầu vào phục vụ chăn nuôi heo được kéo giảm mạnh trở lại. Liên kết là chìa khóa nuôi heo an toàn sinh học. Ông Lương Đức Kiên, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục chăn Nuôi và Thuy Bắc Giang cho hay, giá bán các loại vật nuôi tăng mạnh là do nguồn cung giảm. Bởi trước đó chăn nuôi không có lãi nên nhiều doanh nghiệp, hộ dân đã điều chỉnh cắt giảm số lượng vật nuôi. Ngoài ra, Thời điểm này đang là cao điểm mùa du lịch nên nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tăng mạnh và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mặc dù giá bán tăng song ông Lương Đức Kiên khuyến cáo người chăn nuôi thận trọng khi tái đàn sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tránh vào đàn ồ ạt dễ dẫn đến rủi ro. Theo đó, tuy khả năng của mình, các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp nếu chưa có hợp đồng đầu ra cho sản phẩm chỉ nên duy trì 70 đến 80% công suất. Sau thời gian liên tục có chiều hướng tăng cao, hiện giá loại thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo đã giảm trở lại khoảng 5.000 đến 10.000 đồng bao so với cách đây hơn một tháng. Tuy nhiên, do mức giảm chưa nhiều nên nhìn chung giá nhiều loại thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo vẫn còn ở mức rất cao. Hiện giá nhiều loại thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo ở mức 500.000 đến 550.000 đồng bao 40 kg. Theo ông Nguyễn Văn Nhẫn, chủ cửa hàng thức ăn chăn nuôi Tấn Phát ở huyện Cờ Đỏ, Do giá thức ăn chăn nuôi còn cao và chăn nuôi heo cũng dễ gặp các rủi ro do dịch bệnh nên người chăn nuôi vẫn còn gặp khó khăn và chưa dám đẩy mạnh tái đàn. Do vậy, sức tiêu thụ nhiều loại thức ăn chăn nuôi đang khá chậm. Hiện cả các hộ chăn nuôi heo và những người kinh doanh thức ăn chăn nuôi đều mong các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục có sự điều chỉnh giảm giá mạnh thêm nữa trong thời gian tới, nhất là khi giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hiện, thị phần chăn nuôi heo theo quy mô nông hộ cũng đã thu hẹp dần. Trước đây Tỷ trọng chăn nuôi nông hộ chiếm tới 70% nguồn cung thịt heo, tuy nhiên con số này hiện đã co hẹp xuống còn khoảng 50%. Tính đến nay, giá heo hơi đã tăng thêm khoảng 20% so với lúc trước. Đây là vùng giá mà các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có lợi nhuận. Một trong những nguyên nhân chính góp phần tăng giá trong thời gian gần đây là do thiếu hụt nguồn cung và sự khởi sắc của thị trường tiêu thụ thịt heo sau một thời gian dài ảm đạm do ảnh hưởng dịch Covid-19. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương cũng dự báo giá heo hơi sẽ tiếp đà tăng. Bên cạnh đó, Việc giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thế giới có xu hướng giảm được kỳ vọng sẽ kéo giảm chi phí chăn nuôi trong nước, giúp đông hộ và các chủ trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi nói chung, chăn nuôi heo nói riêng từng bước phục hồi sản xuất. Đi theo xu hướng thế giới, giá heo hơi tại Việt Nam tăng mạnh trên cả ba miền nhờ sản lượng heo bán tháo ra thị trường do ảnh hưởng từ dịch ASF đã giảm dần, đồng thời lo ngại về vấn đề dư thừa nguồn cung đã lắng xuống khi các hộ nông dân ngừng hoạt động tái đàn và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chưa có kế hoạch mở rộng quy mô đàn heo. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết, ở thời điểm hiện tại, người chăn nuôi đang thở phào vì ngoài xu hướng giá heo tăng thì giá thức ăn lại giảm. Mới nhất vào ngày 14 tháng 6, các doanh nghiệp lớn cung cấp thức ăn chăn nuôi đã có lần giảm giá chính thức thứ hai kể từ đầu năm đến nay với mức giảm bình quân 300 đến 400 đồng/kg lần tùy loại. Đây là thông tin rất tích cực vì so với hồi đầu năm các doanh nghiệp cung cấp thức ăn chăn nuôi chỉ giảm giá thông qua các hình thức khuyến mại. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24h. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.